Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học nốt phần còn lại của bảng chữ cái Hiragana nhé. Hàng tiếp theo chính là hàng Na, bao gồm có Na, Ni, Nư, Nê và Nô. Chữ đầu tiên là chữ Na. Chữ Na thì bao gồm 4 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Với chữ Na này chúng ta sẽ có từ Namida. Namida có nghĩa là nước mắt. Chữ thứ hai là chữ Ni. Chữ Ni thì bao gồm 3 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Chúng ta sẽ được chữ Ni. Với chữ Ni thì chúng ta sẽ có từ nimo chữ. Nimo chữ có nghĩa là hành lý. Chữ thứ ba là chữ Nư. Chữ Nư thì bao gồm 2 nét. Nét thứ nhất và nét thứ hai. Chúng ta sẽ được chữ Nư. Với chữ Nư này chúng ta sẽ có từ y nữ. Y nữ có nghĩa là gì ạ? Y nữ có nghĩa là con chó. Chữ thứ tư là chữ Nê. Chữ Nê thì cũng bao gồm 2 nét. Nét thứ nhất và nét thứ hai. Với chữ Nê này chúng ta sẽ có từ nê cô. Nê cô có nghĩa là con mèo. Phía trên là con chó và phía dưới là con mèo. Chữ thứ năm là chữ nô. Chữ nô thì chỉ bao gồm 1 nét. Với chữ nô này chúng ta sẽ có từ nô đồ. Nô đồ có nghĩa là họng ạ. Chúng ta sẽ đi học hàng Ha. Hàng Ha thì bao gồm Ha, Hi, Phụ, Hê và Hô. Chữ đầu tiên là chữ Ha. Chữ Ha thì bao gồm 3 nét. Nét thứ nhất, chúng ta kéo xuống và hất lên một chút cho chữ nó đẹp hơn ạ. Nét thứ hai và nét thứ ba. Chúng ta được chữ Hà. Với chữ Hà này chúng ta sẽ có từ Hà Hà. Hà Hà có nghĩa là mẹ. Chữ tiếp theo là chữ Hi. Chữ Hi chỉ bao gồm 1 nét. Chúng ta được chữ Hi ạ. Với chữ Hi này chúng ta sẽ có từ hi phụ. Chúng ta kéo lên như thế này. Từ hi phụ này có nghĩa là già. Chữ thứ ba là chữ phử. Chữ phử này bao gồm 4 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai thứ ba và nét thứ tư. Với chữ phư này chúng ta sẽ có từ futon. Futon có nghĩa là chăn. Chữ thứ tư là chữ hê. Chữ hê chỉ bao gồm 1 nét. Các bạn nhìn rõ không ạ? Và với chữ hê này chúng ta, ví dụ chúng ta sẽ có từ hê bì. Hê bì có nghĩa là con rắn. Và chữ thứ năm là chữ hồ. Chữ hồ này thì bao gồm 4 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, và nét thứ tư. Chữ hô này chỉ khác chữ a, chữ ha là chúng ta chỉ cần thêm một nét và chúng ta sẽ được chữ hô. Với chữ hô này chúng ta sẽ có từ hô hô, hô hô có nghĩa là gì ạ? Hô hô có nghĩa là má. Chúng ta sẽ đi đến hàng ma. Hàng ma thì bao gồm mà, mì, mừ, mề và mồ. Chữ đầu tiên là chữ ma. Chữ ma thì bao gồm 3 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai, và nét thứ ba chúng ta sẽ được chữ ma. Với chữ ma này chúng ta sẽ có từ manga. Manga có nghĩa là truyện tranh. Chữ tiếp theo là chữ mi. Chữ mi thì bao gồm 2 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai. Với chữ mi này chúng ta sẽ có từ Mi Mi. Mi Mi có nghĩa là tay ạ. Chữ thứ ba là chữ mừ. Chữ mừ này thì bao gồm 3 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Chúng ta sẽ được chữ mừ. Với chữ mừ này chúng ta sẽ có từ mưa xì. Mưa xì có nghĩa là phớt lờ. Chữ thứ tư là chữ mề. Chữ mề thì bao gồm 2 nét. Nét thứ nhất, và nét thứ hai. Với chữ mê này thì chúng ta sẽ có từ mề, có nghĩa là mắt ạ. Và chữ thứ năm là chữ mô. Chữ mô thì bao gồm 3 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Với chữ mô này chúng ta sẽ có từ mô mô. Mô mô có nghĩa là quả đào ạ.